Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai ứng phó với bão gần Biển Đông, bão Rai. Theo đó, đề nghị Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin Duyên Hải thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Biên phòng thành phố nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trên biển, cũng như phối hợp đảm bảo việc neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang, đảm bảo phòng chống dịch. Các quận huyện sẵn sàng phương án ứng phó, nhất là sơ tán dân đảm bảo phòng chống Covid-19, phòng tránh lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Các đơn vị liên quan theo nhiệm vụ triển khai phương án ứng phó phù hợp.